Chị Mai, chị Mai, chị Mai, dạ. Nâng tay xíu được không? Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Không, mà sợ xuống nặng, sợ xuống nặng kẹo vậy. Chắc chưa, ăn kẹo không? Không. Kẹo ngon lắm nè, thấy không? Dạ, miếng đi. Ê, 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 tôi biết ngay bà thích kẹo này mà. Thôi, xuống nặng nó khỏi ăn gì ơi. Cho miếng, cho xuống nặng gì, kẹo đó phải xuống nặng gì. Kẹo kia phải xuống nặng. Kẹo nào xuống nặng, kẹo nào xuống nặng hết á. Kẹo cứng á. Thôi, 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 nhưng mà muốn ăn á thì chị phải chấp nhận thử thách của em. Thử thách gì? Chị biết cái trò tung hứng không? Sao? Bây giờ nha, em tung kẹo, chị hứng kẹo, nếu như á mà chị hứng được 3 viên kẹo liên tục. Em cho chị hết số kẹo này luôn. Ok không? Sao em nhớ cái trò này con quen ta? Trò gì? Nhớ là coi đâu trên mạng á, trò tung hứng cái gì nè. Ủa chị coi clip đó hả? Clip đó hot lắm luôn đó. Nhớ mang máng á mà kể lại nghe coi cái gì vậy? À thì clip cái thằng kia nó thách đố con bạn nó đó, giống như trang em vậy, thách này đó, cuối cùng con bạn nó thắng á. Con bạn nó thắng xong rồi cái thằng nó khóc quá trời á. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không ta? Đúng rồi, thôi thôi. Có gì đâu. Đại đi. Chơi. Có okay. Đâu khác. Okay. Chơi. Ok chơi nha. Đấy. Ok nè. Ê. Hey. Gì? Thì cầm nón dưới đi. Cầm nón dưới thôi nha. Không lấy kẹo không được chơi thôi. Đừng nhà. Được chưa? Nhưng mà bây giờ để tăng thêm phần kịch tính. Ấy đừng đội. Em kêu chị đứng với chị đội làm gì? Hả? Tại sao tăng phần kịch tính gì? Bây giờ để tăng phần kịch tính á, thách đố nó phải khó hơn một chút xíu thôi. Chứ mà không chị lấy hết kẹo em sao? Nói nghe coi. Bây giờ nha, chị biết bài một con vịt không? Bài cái ai chả biết. Rồi đó, bây giờ nha. Em hát bài một con vịt đến chữ cạp là chị hứng. Ok, chị hiểu không? Sao mày nói rõ cái gì tự nhiên tới từ cạp là sao? Có nghĩa bây giờ này em hát nè, một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cáp. Cái chị cạp cuối cùng á là chị hứng. Mày tao hứng mày, mày tung mày tao hứng. Đúng rồi. Chơi. Chơi ok. Chơi. Nhưng mà tao thắng mày đừng có khóc. Không khóc, có chơi có chịu mà. Ok nhớ nha con. Ừ bây giờ nè, em trong lúc em hát chị phải xoay vòng đến chữ cạp chị mới được dừng lại chị hứng. Ăn kẹo của mày khó thì còn say nữa. Thôi vui thôi chứ kẹo em cho chị hết cũng được mà. Chơi. Ok chơi. Ok chuẩn bị chưa? Ok nha. Chấp nhận thử thách chưa? Rồi. Ê, từ từ nha, cẩn thận. Khởi động. Rồi, ok. Này, kẹo nha. Ok, để tôi ấy cái này ra, để nó... Rồi, ok. 1, 2, 3. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp, cáp cáp cáp. Yeah. Từ từ ăn, trời chứ gì ăn luôn vậy. Ham ăn vậy đó. Chơi tiếp chưa? Nước hết đi ạ, nước hết đi. Chơi tiếp thôi. Ok, chơi tiếp nha. Rồi. Mày hát nhanh lên xíu, mày hát chậm á, hãy chậm á. Hát nhanh lên xíu đúng không? Ok, tiếp nha. Nè. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cạp cạp cạp. Sao giỏi quá vậy? Thôi không chơi rồi đâu, chị ăn 2 viên được rồi. Còn một lần nữa, chơi. Thôi, chị ăn hết đồ kẹo kìa. Chơi. Ham ăn đúng vậy. Chơi. Thôi, nghỉ, không chơi nữa. Ủa quá nào? Rồi chơi. Mình chơi rồi. Chơi cũng quýnh mà không chơi cũng quýnh. Ok được chưa? Chơi. Chơi tiếp. Chơi. Nó không nữa. Ok. 1, 2, 3. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp. Mày hát vậy ai nhảy đố nhảy được á? Ai đúng rồi. Mày sai má được rồi. Mày hát đâu mà mày hát cho đúng nhịp chứ. Ok nha, lại nha. Ok à. Rồi thôi chị hát đi. Chị nghĩ chị hát đi. Cho tao hát cho mày. À. Từ từ. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng Ủa? Sao chịu hứng? Chơi kì vậy? Trời em giận tiếng thôi mà bắt đầu hay vậy. Em giận cái đầu mà, chơi vậy lần sau đừng chơi nữa nha. Em ném nhầm nữa mà. Mình nhầm nhầm gì, tìm cách trôn tao nhầm gì. Thôi mà. Vô hết người mới tắm lòng. Thôi mà nè, ăn kẹo đi chơi, chị hết kẹo rồi đó. Nè. Không. Tao ăn. Nè, thôi đừng giận em nữa mà, cho chị hết kẹo rồi đó. Không. Kẹo ngon lắm nè. Tao ăn. Thôi mà, đừng giận em mà, em giận xíu thôi mà. Sao giỡn như vậy nữa chết cái tàu. Quýnh què giò luôn á. Thôi mà. Tha lỗi cho em nha, em lâu nhà nha.
À, thôi rồi, em lau nhà. Đã rồi đó. Lên tắm đi. Lên tắm đi. Vậy. Cho chị vậy tao tha được hả? Thôi, xin lỗi mà. Nói cho con, lần sau không cho anh chị vậy hết trơn. Rồi, biết rồi, chị đâu. Lắm biết ra. Ủa, đâu. Màu con dịch về ra hơi cơ. Nó kêu rằng cắt cắt cắt. Các bạn nhớ follow và like fanpage Trúc May để xem nhiều video hơn nữa nhé. Và đừng quên chia sẻ video này thật nhiều nha. À, May còn kênh YouTube nữa. Thôi lỡ rồi, subscribe luôn nha.